Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Double Dragon. Và chúng ta sẽ đi với bạn Mỹ Linh. Hôm trước thì đi với bạn Mỹ Kim, bây giờ chúng ta đổi gió nào. Bạn này thì được cái không có mic anh em ạ. Vâng, bạn ấy bảo là nhà bố mẹ có người nên không thể nói được. Ok. Úi dồi ôi, cái điện mệnh Gắn Linh kìa. Sao bọn này có những cái sở thích đổi bại trong chế độ range C4 như này nhở? Chúng ta đi range đấy, không phải đi chế độ C4 thường đâu bạn ơi. Bạn chơi như thế thì chết. Ui, nó đẩy kìa. Này thì đẩy chúng tôi này. Rồi, bạn Gắn Linh đã chết rồi. Còn cái sở thích của bạn nó đổi bại quá mà. Làm sao không chết được. May quá mình cũng không thì cũng đi theo với bạn luôn rồi. Còn suýt có đôi có cặp. Anh em đâu, nhặt bom đi. Mình yếu máu rồi. Úi dồi ôi, để Gắn Linh nó sấy chết kìa. Cầm 3Z kiểu gì vậy bạn ơi. Khổ thân. Vâng, bạn đấy Suka, bạn đấy là Mỹ Linh đấy. Gì Audi gì Suka gì gì ấy, mình không thấy rõ cái ký hiệu của ạc. Đâu rồi? À, ok, biết A rồi. Bị đua Gắn Linh, bên kia nó cũng chơi đổi bại lại cầm gắt đua Gắn Linh luôn. Bên này thì chỉ có một khẩu thôi, bên kia tận hai khẩu. Còn như thế thì chết con nhà người ta chứ đùa. Ê, đi đây bạn ơi. Rồi, thanh niên kia cầm đua TMP. Lên. Đâu rồi? À đây, con lợn này. Rồi, ok. Đơn giản. Anh hùng núp rồi. Vâng, cái trận này gặp nhiều thành phần anh hùng ghê. Vâng, anh hùng Gắn Linh này, bây giờ còn gặp anh hùng núp nữa. Mấy thanh niên toàn có những cái sở thích hay đấy. Thay vì gặp những cái pha hích thì chúng ta được gặp những cái anh hùng cực kỳ là vui nhộn. Đây rồi. Á đồ, ăn nhanh thế. TMP chỉ cần lòi ra một cái là nát hả? Bạn đẩy làm gì cho nó mệt người. Ô, thằng này máu đẩy nhở. À, anh hùng đẩy. Kinh phết. Bị mệnh. Ở một trận gặp không biết bao nhiêu là anh hùng. Rồi, anh hùng Sơn Ít. Giết được thằng nào không đây? Ừ, chắc chắn là anh hùng, đã là anh hùng là không bao giờ giết được thằng nào đâu. Khẳng định luôn. Nó đẩy sang nhà kìa. Đấy. Này thì sang nhà này. Rồi, chết này. Tuy nhiên còn nhảy ra nữa. À, Slip. Úi dồi ôi, cái thằng Gắn Linh nhá. Thì mệnh bố mày bắn gần chết rồi còn lao vào ăn nữa. Khốn nạn thế. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Cái định mệnh. Ơ, cái thằng TMP nó xây nát tim rồi kìa. Thắm thế. Phải nổi. Hai thằng Gắn Linh gặp nhau. Nhưng chúng ta không thuộc về nhau. Kiểu không thấy. Vâng, mỗi thằng chết một nơi. Đèn. Cái quả thằng Gắn Linh kia nó ăn may cái kill của mình thôi. Úi dồi ôi, cục băng kìa. Vai. Ơ, cái thằng này nó ngáo vậy ba. Đi vào cục băng thì gần chết được kìa. Ok, đấy nào, đúng rồi. Này thì Gắn Linh, úi dồi ôi, nó sấy chết người rồi kìa. Định mệnh nữa. Úi dồi ôi, Gắn Linh mà sấy như thần vậy. Vâng, gặp thánh Gắn Linh rồi. Chúng ta không phải là gặp anh hùng Gắn Linh nữa mà gặp thánh rồi. Này thì á, lấp vào đây. Lấp vào đây xác định thôi. Đừng cho nó ra. Đúng rồi. Đã lấp vào đấy thì cứ xác định thôi. Không ra được đâu bạn ơi. Bao nhiêu nòng súng nó chĩa vào như thế thì ra thế đích nào được. Ok, một thanh niên đẩy lên đã bị đua Gắn Linh giết rồi. Quả đấy mình không để ý quên đi theo cover chứ. Nhầm. Ờ, một quả. À, thằng bạn mình, team mình đẩy lên khu vực HL rồi kìa. Khu vực hẻm A rồi. Thì mình đợi nó đi vào, mình đi luôn. Đấy, thấy chưa? Á đủ. Á đủ, ok. Được rồi, thằng kia nó không chịu thôi. Đúng là anh hùng núp. Quả đấy, nó vẫn còn núp trong đấy được. Hài thật. Ghê thật đi. Toàn chơi núp rồi. Hôm nào mình cũng làm một cái clip anh hùng núp cho vui. Vâng, núp thấy hay đấy. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Bom thì cứ tương ầm ầm đi.
Đối với map này thì chúng ta đánh khu vực thằng này lại lượn ra lượn vào. Úi dồi, yếu rồi. Yếu rồi bạn ơi. Úi dồi. Cái định mệnh này thì anh hùng lúp này. À không phải. Thằng ăn linh ở đâu nó cứ sấy chết người ấy nhở. Nãy giờ nó chưa giết được mình mà đồng đội mình nó cứ hiếp từng thằng một ý. Khổ thân. Đâu rồi. Mình không thể để được cái thằng đua cái linh nó giết được. Chết nhục lắm anh em ạ. Mà thế đích nào cái khẩu đua cái linh mạnh chứ nhở. Rồi B. Thôi xong rồi. B. Úi dồi nó lại bắn chết thằng ở B chứ. Vãi xoài. Lên luôn. Ui. Mới nói xong cái định mệnh nữa luôn. Vãi xoài. Mà để thằng ngắt linh nó giết kìa. Ơ thằng đấy bắn ảo thật mà. Nó lao ra cái nó sấy như kiểu đua TMP sấy vào mặt ấy. Vãi nồi. Ok lên nào. Úi dồi ôi. Vãi còn ăn thêm quả bom nữa. Thế thì em sống làm sao được. Rồi đua TMP đẩy chết một thằng. Còn thằng còn lại. Úi dồi. Thôi ăn ít thôi cho mình ăn với. Cứ ăn như thế. Còn gì mà ăn. Mất mà nó 35 tiết rồi. Chúng ta không thể nghịch ngu để mất thêm nhiều tiết hơn. Úi dồi ôi. Sao rồi. Cái định mệnh nó lương. Lại TMP. Khốn nạn thế. Không báo à. Báo gì. Thấy bom đi đâu thì cứ xác định là team đi đấy thôi. Úi dồi ôi. Toàn gắt linh thôi. Gắt quá. Ok. Lên nào anh em. Đúng linh nó phải lên luôn. Thơm à. Úi dồi ôi. Biết rồi. Bạn thơm đấy. Nhưng tụi mình cay lắm. Cái định mệnh. Cứ bom đâu cứ tường vào ấy nhở. Bọn này nhiều bom thế. Kìa. Này lao ra với chúng tôi rồi. Thích lao rao. Ôi đừng đẩy lên. Rồi nó nấp vào trong đấy. Phải giết được nó. Hay quá. Ôi chết rồi. Thằng đấy chết rồi. Đâu ấy. Lại đi. Đùa gắt linh này. Đùa gắt linh này. Còn thằng DMP. Ủa. Ảo vậy trời. Vãi dòi. Vẫn quả đấy có thể ăn được cả hai mà. Cái định mệnh nó lừa. Vãi xoài. Vâng, quả đấy mình đã lột vào trong rồi vẫn bị chết kìa. Khốn nạn thế. Một quả chết rất là ảo. Cực kỳ ảo luôn. Quả đấy mình hình như là mình bị lag. Chắc chắn là như thế. Chứ không bao giờ có chuyện mà vào trong tường không thấy mặt nó vẫn chết được. Rồi, TMP bắt đầu đẩy lên khu vực A rồi. Nhà này, nhà có này. Nhà móc kìa. A trống chưa vậy? Ok, A trống. A trống, thằng nào đi vào check đi. Mình sợ check chưa kỹ. Lỡ thằng nào anh hùng núp nữa thì thôi chứ. Thằng kia đẩy vào A thì đi check hết luôn đi, đúng rồi. Vâng, định mệnh gặp thằng anh hùng núp nữa thì thôi em cũng quỳ. Rồi, ok. Những trận cuối mình bắn tạo á. Có cầm gắt linh không vậy? Đấy quên không để ý. Anh em đi đâu vậy? Anh em tôi đâu? Vâng gặp con bé kia nó không bật mic anh em ạ. Khổ thân. Nó bật mic thì tuyệt vời. Úi dồi ôi. Chú ý vào. Vâng có thằng chú ý vào nữa cơ. Còn gặp thằng chú ý vào. Cái định mệnh. Vâng anh hùng núp chú ý vào. Hay đấy. Vâng thường thường thì thằng chú ý vào hay chết trước lắm. Gặp bao nhiêu thành phần nguy hiểm. Đừng có gặp hết là được rồi.
đẩy lên nhà luôn này. Ok. Ok. À. À. Úi dồi, bên này bạn ơi. Ôi thôi xong rồi, nó sấy thùng chết rồi. Quả đấy yếu quá ha. Mình run tay không dám nhảy ra. Ok, HL. Sấy, đúng rồi. Gatling thì sấy vào thì ba lắm. Ô thằng này chú ý vào cầm Gatling à. Căng vậy. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.